danh sách bí mật. Tại sao KA suốt ngày lang thang tại các quán rượu? Ngoài việc anh chàng này thích uống rượu nhá, thì còn một nguyên nhân nữa. Đó là trong các quán rượu thì có rất là nhiều loại người. Thương gia có này, kẻ xấu có này, ăn mày có này, vân vân. Đây là một môi trường rất là tốt để thu thập thông tin. Các cụ bảo rồi, rượu vào thì lời ra. Vì vậy ấy, khi nghe được thông tin gì thì KA đều sẽ ghi chép lại và đặt tên cho người đã nói ra điều đó. Mình cũng thế thôi, mình cũng hay ngồi ở mấy quán pub một mình, nhất là buổi tối đấy. Ngắm gái đẹp là một chuyện, nhưng mà nghe những câu chuyện của họ còn thú vị hơn rất là nhiều lần. Điều số 5. KA đã từng là một điệp viên. KA là một điệp viên được một nơi có tên là Caria gửi đến thành Mansstad. Caria là một cái vùng đất có liên quan đến men chính của chúng ta nhé, anh em có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Nhiệm vụ của KA là một bí ẩn. Chỉ có rất ít thông tin về cái điều này. KA phải phá hoại cái ngành rượu ở Mansstad. Đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp rất lớn vào GDP hàng năm ở đây. Và khi ngành rượu bị hủy hoại ấy, thì sẽ kéo theo cái đại suy thoái và có thể là sụp đổ nền kinh tế. Thông tin trên được chính KA chia sẻ với một người thân thiết nhất của mình. Và chỉ có người đấy biết thôi. Điều số 4. Dilak là người duy nhất biết tất cả về KA. Người duy nhất biết tất cả về KA chính là Dilak. Và đáng buồn thay, KA đã nói tất cả bí mật về mình cũng như là cái nhiệm vụ gián điệp ấy cho Dilak vào đúng cái lúc mà bố Dilak qua đời. Điều này khiến cả hai đã lao vào đánh nhau và một trận tưng bừng, phản ứng tan chảy đã xảy ra. Vào đêm đó thì Dilak không chỉ mất bố mà anh ấy còn mất đi người em trai thân thiết nhất. Sau khi Dilak bỏ đi thì KA đã giữ cái bí mật đấy cho riêng mình và quay trở lại hỗ trợ Mansstad hết mình. Nói thật thì Dilak rất là đáng thương. May mà anh ấy giàu đấy. Điều số 3. KA không thích nước ép nho. KA thì rất là thích rượu vang, nhưng mà chỉ rượu vang thôi nhá. Còn nước ép nho ấy, mặc dù là được làm với nguyên liệu giống nhau, thì anh ấy lại không mấy cảm tình. KA luôn thắc mắc là tại sao Dilak có thể uống cái thứ nước kỳ lạ như vậy. Thật sự là phí phạm khi mà mang những quả nho thơm ngon đi làm nước ép, thay vì là sản xuất thêm những cái mẻ rượu tuyệt vời hơn. Điều số 2. KA là một người khó đoán. Jin đã từng phản đối KA về cách làm việc cũng như là quản lý lạnh lùng của anh ấy. Không ai biết anh ấy sẽ hành xử ra sao cho đến khi mà kết cục ấy nó đã lộ rõ ràng rồi. Điều này thì ngay từ đầu khi chúng ta chơi game ấy đã được trải nghiệm cái sự gian xảo của KA rồi. Vì vậy, những cái người biết đến KA luôn truyền nhau một câu như này. Những cái lời KA nói chỉ là nghe 10% thôi. Còn 90% còn lại phải đi kiểm chứng. Điều số 1. KA đeo bịt mắt chỉ để làm màu. Con mắt đằng sau cái miếng bịt là một bí mật và ngay cả đến Paimon cũng rất là tò mò về cái điều này. Nhưng mà theo KA chia sẻ thì cái bịt mắt đấy nó chỉ là một cái phụ kiện thời trang thôi. Điều này khá giống với Fischl, nhưng mà thay vì để cho ngầu ấy thì miếng bịt mắt ấy đối với KA nó như một cái tượng trưng vậy. Tượng trưng cho cái sự hai mặt của một vấn đề và đen trắng trong chính con người của anh ấy. Nhưng như mình đã nói ở trên rồi đấy, những cái điều KA nói chỉ lên tin 10% thôi. Vì vậy, thật khó để biết rằng miếng bịt mắt ấy có thật sự là cái phụ kiện hay là còn ẩn giấu cái điều gì kinh khủng nữa đằng sau. Mọi người có biết rằng ngoài đời ấy, chúng ta đặc biệt danh cho những người như KA là gì không ạ? Đó chính là lươn. Trong cuộc sống trưởng thành thì chúng ta sẽ gặp vô vàn người như KA. Có thể là chúng ta sẽ nhìn ra họ, hoặc có thể là không. Nhưng mà họ luôn hiện hữu, không có gì tốt hoặc là xấu hoàn toàn cả. Theo quan điểm của cá nhân mình là vậy. Miyojo thì đã xây dựng cái nhân vật KA bám rất sát vào tính cách thực tế ngoài đời. Mặc dù là chỉ một góc nhỏ thôi nhá, thì đã giúp chúng ta có thêm một cái nhìn khác về những người lươn ngoài kia. Hy vọng là với những chia sẻ trên đã giúp mọi người hiểu thêm phần nào về KA. Và nếu mọi người thấy video thú vị này, hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh. Còn nếu mọi người muốn mình làm video nhân vật nào nữa thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.